bỏ lên lớp áo của mình thì nó chuẩn hơn nha. Nó khác nhau là cái độ mềm của nó, khi mình di chuyển thì cái linh hoạt của cơ thể của mình. Có thêm cái chiếc này để luôn thông số thông tin của em, túi thì được bảo hành trọn đời, đăng ký túi nào thì vô làm túi đó cho em vui đầy đủ ra hết trước khi làm, chứ không phải là vô nằm là phải hôm nay nó cũng có công chiếc và cũng có bài chuyện đó, cũng nào cũng có công chiếc. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái túi em vô nó sẽ có mềm hơn, chị bỏ vô áo chị nó mềm hơn, nó bớt nhiều hơn thì màu nó trang của mình nó mau sệ. Nó sệ thì không phải dài của mình là cái túi đâu, cái bên đó nó cũng làm cũng túi cũng cũng xịn lắm mà sao nó làm vô sao bởi vú ra thì mà người nào cũng không có được đưa lên mà nó cứ sẽ xuống chịu không có da mà không chịu treo xa trễ con chỉ cần dùng một chút thôi em đặt túi vô là nó sẽ sệ hơn ban đầu nữa, cho nên là cái việc treo xa trễ mà mình bị sệ thì làm cũng rất là quan trọng. Em thì không có sệ rồi thì yên tâm rồi nói gì, còn cái này là cái độ mềm của túi chứ nó không liên quan đến độ sệ hay không.